Chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay là một cái clip test chất âm cũng như là giới thiệu đến các bác một cái mã loa loa nằm nhá. Đấy, như các bác nào mà thích những cái lòng loa loa nằm loa cổ trước đây. Đấy. Con này thì là loa nằm JBL, mã của nó là KI110 các bác nhá. Đây, thiết kế mặt trước này, loa nằm bát 25. Khá là đẹp. Đấy. Đây thì đây này các bạn. Đấy. Để mà quay một vài cái thông số cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, KI110. Đấy, thuộc cái series KI100 của JBL nhá. Con này là hàng bãi xịn các bác nhá. Đấy. Made in China, cam kết là hàng bãi xịn zin đẹp nguyên bản. Size đèn tiền gấp đôi. Các bác hoàn toàn yên tâm mà chơi nhá. Đấy. Con này thì trở kháng là 8 ohm nhưng mà họ không ghi thông số gì đằng sau. Đấy, nhưng mà công suất của nó giờ tầm 250 đến 300 W các bác nhá. Đấy. Con này thì sẽ là bọc đề can. Những dòng loa nằm con này thì có thể treo được, có cái trên này để các bác treo này. Đấy, treo loa này. Đấy. Và phải nói là cái lô này về thì nó là một trong những cái dòng rất là đẹp. Đấy. Có thể nói là hàng tuyển chọn, hàng bãi tuyển chọn các bác nhé. JBL KI110, hàng bãi xịn nhé các bác nhé. Bát 25, còn bên trong driver của nó sẽ là một cục bát này 25 gần mút nhé các bác nhé. Đấy, gần mút, và nó sẽ sở hữu là 4 cái chép giấy các bạn. Đấy, giống như những cái dòng BMB 850, 880, 1000, 2000, 4 chép giấy. Đấy. Và lỗ thông hơi ở phía sau. Con này thiết kế khá là đẹp các bạn. KI110 này. Nếu mà những các bác nào mà chơi loa nhiều năm chắc chắn sẽ biết những cái dòng JBL KI. Đấy, KI110. Đấy, nhìn phát biết ngay. Những các bác nào thích dòng loa nằm nhá. Đấy. Loa nằm thì ưu điểm của nó nghe nhạc sẽ rất là hay các bạn. Chép nó đánh rất là mịn và cực kỳ là tơi luôn. Đó, các bạn nghe đấy. Bây giờ thì có thể là nó hát nó sẽ không được như là những dòng loa full, tiếng nó không thoát được như là loa full. Tuy nhiên xét về cái mảng nghe nhạc thì nó vẫn là một cái gì đó rất là các bọt các bạn. Đấy, chép giấy đánh rất là tơi và mịn. Đấy. Tuy nhiên thì về khả năng karaoke nó vẫn rất là cực kỳ hay các bạn nhé. Đấy, về khả năng karaoke nó cực kỳ vẫn rất là hay luôn. Đẹp xuất sắc luôn nhé. Đấy. Đây, em quay qua các góc cạnh cho các bạn xem này, để các bạn thấy được cái độ đẹp của nó này. Hàng là bãi xịn tuyển chọn. Giá cực kỳ là êm, e càng thì là e càng sắc. Đấy, và cái logo của JBL. Đấy, đấy, em đang đánh một con đẩy bãi này, đẩy bãi của ME, mã của nó là MC800. Con này thì dư công suất chơi cặp này rồi. Đấy, con này có thể đánh được một cặp 30. Đấy, tuy nhiên là em cứ ghép vào đây để các bác thấy được. Đấy, một con đẩy vừa tiền nhưng mà đánh cực kỳ hay luôn. Và em qua ghép thêm một con vang cơ lai số của ARF, mã là VX200 nhé. Con này thì khỏi phải nói rồi, chất nhạc của nó ra rất là hay các bạn. Đấy, nhạc của nó cực kỳ hay và chống hú rất là tốt, mic rất là ok. Đấy, con này thì là phân khúc con tầm trung, cơ lai số echo đi và đầy đủ nha. Đó, em qua ghép qua vậy thôi để test cho các bác chất âm. Đấy, mời các bác cùng thưởng thức lại chất âm và cùng cảm nhận nhé. Đấy. Cái dòng loa nằm như này thì nó cho tiếng trống cực kỳ là êm. Đấy, cực kỳ là êm luôn. Khi mà về thì bên em sẽ kiểm tra xem cơ gân này nó còn tốt hay không. Nếu mà không thể sử dụng nữa thì bên em sẽ thay nhé. Đấy, thay mới này các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng. Chơi chục năm nữa vẫn ok. Đấy. Cam kết là zin đẹp nguyên bản các bác nhé. Các bác không phải lo về cái vấn đề đấy. Đó, các bác thấy nhạc nó lên rất là tươi, trống rất là ấm và mềm các bạn. Dòng loa nằm. Rồi, em có quay nhanh để cái cặp loa nằm. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ vào Zalo cho em nhé, 0333 527 331. Em chỉ có số lượng vài cặp thôi. Đấy, gọi là tuyển chọn về được có vài cặp thôi. Và nhanh tay về thì sẽ có giá tốt và sẽ được những cái cặp đẹp hơn. Đấy, giá rất là hợp lý nhá. Rồi, xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tới một đoạn này. Clip test chậm mic. Đấy, ở một bàn cái bài karaoke trên cái dòng loa nằm JBL KI110 để gửi tới các bác nhé. Đấy, mời các bác cùng thưởng thức. Từ khi anh thôi học
và từ khi anh khoác áo che ly, từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây, ngày trăng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nằm đêm sao. Đồn anh bên sông cạn và hoàng hôn ướt đẫm đáy sông Thường, nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ. Thường khi hai ba thằng chiều chiều xa bờ vắng ngắm mông lung, một thằng nhớ em để một thằng nhớ thêm, một thằng thì lấy hình xe. Rồi em có test qua chất âm mic vậy thôi để gửi tới các bác đấy. Mic thì em sử dụng một bộ mic của Misao M5 cộng các bác nhá. Đấy, cái dòng mic Misao này cho tiếng chất âm cực kỳ là ấm và dày các bác. Đấy, một trong những cái dòng phòng mic karaoke gia đình giá cực kỳ hợp lý, 3.350.000 tặng pin sạc cho các bác. Đấy, em sử dụng để phối ghép và thử luôn trên cái loa JBL K110 này. Đấy, các bác có thể cảm nhận được chất âm của nó rất là bay, nhẹ và cực kỳ là ấm tiếng luôn. Đấy, karaoke vẫn rất là ok nhá. Đấy, qua trải qua bao nhiêu năm nó vẫn là huyền thoại, vẫn rất là hay. Đó. Rồi thì em có test qua chất âm mic thôi. Và xin chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.